cho lớp tổng điểm 09 của trường BPI như là nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thì đến đây để mà đầu tiên thì tôi cảm ơn rất nhiều vì theo lãnh đạo của tỉnh đã tạo điều kiện cho các cháu có cái chỗ đường lựa học hành đàng hoàng. Tí teo, tí teo. Tí teo. À, là tí đó bị teo ấy. Tức là teo thì tí. À quên, tí thì teo. Tí teo là tức tí teo. Mà anh Tuấn cho mọi người biết cái gì tí và cái gì teo. Ngồi đây để thưởng thức văn hóa của người đồng bào Ê Đê và những cái nét đặc trưng của Tây Nguyên, cơm lam, gà nướng, rượu cần.